Mình bắt đầu đi xuống dốc đây. Bạn thấy không, những ngọn đồi trùng trùng. Và đây là những cái loại đá mà cái người dân làng vùng này dùng để xây nhà, xây tường, xây nhà. Cái vùng đá của thành phố, của tỉnh Lozère. Có những nơi những cái đá như vậy rất là nhiều. Đây nè, mọi người thấy họ dùng đá để họ làm cái hàng rào nè. Mỗi cái hàng rào vậy là cho biết là một cái địa phận của một người chủ. Họ bọc cái rào này để bảo vệ cái vùng đất của họ. Đó. Ở kia xa xa cũng thấy đá nè. Đó. Đây là đại đá để xây nhà ở cái thành phố, cái làng này. Đây là những cái cây Legionnaire dùng để trụng lửa. Đây là cái công viên nhỏ tên là Le Moulin. Tụi mình đã đến nơi rồi. Bên kia có thấy một cái nhà gỗ xây rất là đẹp không? Nghe nói đó là nhà nghỉ mát đó, cho những ai muốn đến vùng này nghỉ mát. Rồi, coi cái nhà đẹp không? Đây, đi xuống cái chỗ có dòng nước mà nó là hồi xưa nó là cối xay. Mọi người coi đó, cái nhà xây bằng gạch hồi xưa như này nè. Đó. Có một cái cầu rất là dễ thương. Năm nay nắng hạn nên nước ít quá. Hồi xưa là mình lại đây nước nó chảy. Cái bánh xe này cô nó quay nữa nè. Cái này nước nó càng nóng có nó càng nó rút nè. Đây có những cái cầu và dòng nước nó chảy qua đây. Ông xã hồi xưa ông ba của ổng lại đây câu cá ở đây nữa. Đây là mọi người coi nè, cái dòng suối nó chảy ra đây nè. Cảnh đây còn hoang dã ha. Không khí thật là yên lành và gió hiu hiu làm cho mình cảm thấy buồn ngủ. Đây là một con suối nhỏ chảy trong một cái khuôn viên của cái làng mà ông xã mình khi xong ở đây. Nó có tên là Le Moulin. Cái bãi cỏ trước mặt mọi người nè,
vào mùa xuân á, tháng 4, tháng 5, nó nở đầy hoa màu vàng, gọi là hoa Jonquille à. Hoa tự nhiên nha, rất là đẹp. Mà mùa hè này hết hoa rồi, nhưng mà tháng 4, tháng 5 lại đây thì hoa nở rộ hết. Thằng con trai đang chơi cái xích đu ở trong cái park đó. Này là cái như không phải là của tư nhân mà là của cái làng này. Khi mà nước nhiều thì nước sẽ chảy qua cái con đường này, rãnh này để chảy xuống kia. Hôm nay không có nhiều nước lắm. Lần trước mình đến đây nước chảy rất là nhiều và rất là đẹp. Ở đây có cả cây trúc nữa nè. Nó mọc được cây trúc ở đây. Mình cứ nghĩ là cây trúc chỉ mọc được ở xứ nóng, mà nó mọc được đây là cũng dì lắm đó. Tại đây là 1.200m độ cao. Mùa đông lạnh và tuyết rất nhiều. Ở đây nha, dòng nước chảy mạnh nè. À, cái cây này là cây cô sen nè. Cô dây à. Chạy qua sắp tới bên kia. Ở đây thì nó bị cạn nước rồi, nhưng mà nếu có nhiều nước thì nước ở trên kia sẽ đổ xuống đây và sẽ hòa nhập với cái nước này để chảy ra một cái điểm khác. Mình biết là chảy tới đâu. Mở cái nhà nhỏ trong đây coi. Oui, je vais me. Mình nói sao cho quay rồi trong đây coi là cái gì. Đây là một căn nhà gỗ nhỏ nhỏ nằm ở bên cạnh cái dòng suối. Vào coi trong đây có gì nha. À, trong đây có hai cái giường ngủ. Chắc cho ai muốn vô đây ngủ thì nằm ngủ trong đây nè. Hai cái giường ngủ. Có bàn ghế. Này chắc là của cái nhà bên cạnh, chủ nhà nó xây sao không biết. Chắc nhà cũng đích nó vào đó nó chơi nó ngủ. Rồi. Đây là ông xã mày nói là của người chủ của cái nhà bên đây. Họ xây để cho mấy đứa cháu lại ngủ và chơi ở trong đó. Rất là giỏi ha. Đóng từ những cái cây nè, khúc cây, cưa đóng lên. Mái thì lót gạch đàng hoàng nha. Có cửa sổ, cửa đàng hoàng. Rất là dễ thương. Chào mọi người nha, bây giờ là kết thúc cái chuyến viếng thăm một cái park nhỏ ở cái làng nhỏ có tên là Le Moulin. Chúc mọi người một ngày tốt đẹp, và nếu ai tới giờ đi ngủ thì Mỹ Linh chúc mọi người ngủ ngon. Au revoir, à bientôt, chào.